Anh Leila Lefay 40 tuổi, không phải ngồi tù do tòa án không thể xác định giới tính hiện tại để sắp xếp buồng giam. Thay vì 6 tháng tù, Leila được tòa hình sự ở thị trấn Lewes, hạt East Sussex, cho hưởng án treo về tội hành hung và tàn trữ vũ khí tấn công. Bị cáo còn phải tham gia 30 buổi điều trị tái hòa nhập. Nhà chức trách xác định, lúc 4 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2018, Leila ăn trộm chai rượu trong cửa hàng, rút búa tấn công nhân viên khi bị ngăn cản. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi. Sau khi Leila bị phạt 6 tháng tù, luật sư bào chữa cho biết thân chủ vừa hoàn thành phẫu thuật chuyển giới, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận giới tính. Trong thời gian chờ, dù tự nhận là phụ nữ, Leila vẫn sẽ phải chấp hành án tại trại giam dành cho nam giới. Nếu điều đó xảy ra, bị cáo sẽ bị tổn thương tinh thần. Leila Lefay bước ra khỏi phòng xét xử. Ảnh, The Telegraph. Theo luật sư, cách duy nhất để tòa chứng minh giới tính mới của bị cáo là qua cuộc kiểm tra thiếu đứng đắn. Tuy nhiên, nhân viên của tòa không có sự chuẩn bị cho việc này. Trước lập luận của luật sư, thẩm phán Stephen Mooney suy nghĩ về tác động của việc lập tức ngồi tù sẽ gây ra cho Leila, cũng như những khó khăn với nơi giam giữ. Thẩm phán vì thế đã cân nhắc lại và ra quyết định như trên. Tại Anh, thẩm phán có quyền tự quyết khi đưa ra hình phạt. Nếu việc ngồi tù khiến bị cáo đặc biệt dễ tổn thương, từ đó khiến bản án nặng hơn, thẩm phán có thể cân nhắc yếu tố này. Tháng 1 vừa qua, thẩm phán Stephen Mooney từng phải xin lỗi do tuyên án quá nhẹ với một bị cáo có hành vi đánh người. Từ năm 2005, pháp luật Anh quy định người chuyển giới có thể xin đổi giới tính pháp lý nếu có thể chứng minh bị rối loạn định dạng giới, đã sống 2 năm với giới tính mới không nhất thiết phải phẫu thuật chuyển giới, và có ý định tiếp tục sống như vậy tới cuối đời. Quốc đạt theo The Telegraph Les Blocs Oi.